1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, nền, nền, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một mẫu vang thật sự anh em nó là quá là đẳng cấp với công nghệ mới, công nghệ bóng đèn được trang bị trên những chiếc vang cơ đai số này. Bên em sẽ video này sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cũng như là sẽ test cho anh em nghe tiếng nhạc, tiếng mic, sau đó là sẽ báo giá cho anh em với một giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường. Thì rất là mong muốn các bác đang theo dõi video nhá. Các bác nào chưa like, chưa đăng ký kênh thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like nhá. Các bác bỏ giá 3 giây hoan hỉ ủng hộ cho Thế Anh Audio xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Đây, những chiếc vang cơ đai số hàng chính hãng đến từ ETC có mã là E8000 Ultra với công nghệ cao cấp nhất, nghe nhạc hay nhất. Và thật sự anh em nó xử lý tiếng cực kỳ hay, đó là công nghệ bóng đèn kết hợp với cả chip xử lý tiếng DSP cực kỳ là hay nhá. Ưu điểm con này, đầu tiên em có thể giới thiệu cho các bác về chip xử lý tiếng số. Chip số xử lý tiếng là chip DSP xử lý cực kỳ hay, kết hợp với cả công nghệ mới nhất, cao cấp nhất hiện nay là công nghệ bóng đèn được trang bị trên những chiếc vang cơ đai số. Đấy, công nghệ xử lý tiếng bóng đèn cực kỳ hay cho các bác và anh em. Và một ưu điểm nữa, con này sẽ có cho các bác và anh em đây 5 cấp độ trung hú. 5 cấp độ trung hú nhá. Đấy, quá là cao cấp luôn. Gần như trung hú hoàn toàn tuyệt đối cho các bác đang sử dụng là âm ni hoặc là những chiếc vang cơ ngày xưa cũ hoặc những chiếc vang trung hú kém, thì đây là những chiếc vang trung hú rất là cao cấp cho các bác và anh em. Và đây là hàng chính hãng của ETC anh em nhé. Đây là ETC Pro Audio. Đây, có để nghiêng cho anh em xem nhá. Đây, quay gần này. Có logo dập chìm của hãng ETC Pro Audio này. Có tem của hãng này và tem của sản phẩm. Đấy. Và hàng này, hàng chính hãng sẽ được bảo hành cho các bác là 2 năm nhá. Hàng chính hãng sẽ được bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 2 năm cho các bác. Để các bác yên tâm sử dụng. Bảo hành chính hãng trong vòng 2 năm anh em nhá. Đây, tiếp tục em giới thiệu cho các bác đằng phía sau của nó. Thì các đường kết nối cao cấp nhất hiện nay bao gồm có cổng quang này, kết nối trực tiếp từ TV xuống, đường Bluetooth này, hoặc là các đường nhạc vào bằng hoa sen, AUX1, AUX2. Đấy, có cả đường COA nhá. Đường này thì anh em kết nối trực tiếp từ những chiếc TV Xiaomi. Đấy, hoặc là các đường ra thì anh em thấy đầy đủ các đường ra này, có hai đường ra chính, LAUX và RAUX, anh em kết nối với cả âm ni hoặc là đẩy, và hai đường ra súp. Đấy, hai súp riêng biệt luôn. Phiên bản này cực kỳ là cao cấp luôn với thiết kế rất là đẹp. Mặt trước là mặt tấm phay nhôm này, màn hình hiển thị ở giữa này, các phím điều chỉnh này rất là đẹp luôn. Đấy nhá, em sẽ giới thiệu qua các cái núm điều chỉnh cho anh em biết. Đầu tiên là input, nó sẽ chỉnh các cổng kết nối đầu vào. Đấy, chọn có AUX1 này, AUX2 này, Bluetooth này. Đấy, ấn vào nữa có cổng quang và đường COA đầy đủ. Tiếp theo nữa là phần FX 5 cấp độ trung hú. Đấy, priority nó sẽ là phần là ưu tiên tiếng mic, có nghĩa là chế độ phát biểu bật và tắt. Đấy, chế độ phát biểu bật và tắt nha. Và ngoài ra thì đây sẽ tặng cho các bác và anh em là một chiếc điều khiển từ xa để anh em điều chỉnh các thông số qua những chiếc điều khiển từ xa này. Ví dụ tăng giảm của mic này, tăng giảm của effect và tăng giảm của nhạc. Và con này trên này nó sẽ có phần đây anh em thấy equalizer. Trang bị cho các bác và anh em là các thể loại nhạc thịnh hành nhất, bao gồm là classic này, pop này, rock này, jazz này, các thể loại mà thịnh hành nhất để em nghe nhạc nó được đồng bộ. Đấy, cực kỳ là cao cấp nha, phiên bản này rất là cao cấp cho các bác. Và một dòng vang cơ đai số rất là dễ chỉnh, em sẽ hướng dẫn qua cho các bác. Ví dụ anh em muốn chỉnh về phần nhạc, anh em ấn vào nhạc này, tăng lên này. Đấy, giảm đi, vặn sang phải là sẽ tăng và vặn sang trái sẽ giảm. Tiếp tục anh em muốn chỉnh về bát trung chép của nhạc, ấn vào lần nữa này. Đó, phần chép này, tăng lên này, giảm đi này. Đấy, anh em muốn giảm thì có giảm âm cũng được và tăng lên tăng dương. Đấy, tiếp tục phần mid này, ấn vào lần nữa mid này. Và phần bát cũng tương tự. Đấy, tiếp tục anh em ấn music, nó sẽ phần giúp giúp von này tăng lên này, cho đánh cực kỳ uy lực. Đây là phần cắt giúp trực tiếp trên vang nhá, rất là sạch sẽ luôn. Tiếp theo nữa là giúp ép, đây phần cắt cắt lời. Đấy, rất là cao cấp luôn ạ. Và phần mic cũng tương tự, đây mic anh em ấn vào đây, phần chép này, mid và bass. Đấy, anh em rất là dễ dàng chỉnh một dòng vang cơ đai số cực kỳ hay và rất là dễ dàng chỉnh. Vừa riêng phần effect con này nhá, thì nó một ưu điểm nữa để nói luôn cho các bác. Ưu điểm của nó là có phần echo và gì vào riêng biệt, anh em có thể ấn vào đây. Ngoài chép, mid và bass này thì bắt đầu đến phần gì vật von này, gì vật time này,
và cắt tần số dì vọt này. Đấy, ba chức năng của tiếng dì vọt. Tiếp theo nữa là phần delay này, delay trái này, delay phải và phần repeat là của echo. Anh em muốn tăng echo hoặc là giảm echo, muốn tăng dì vọt, giảm dì vọt tùy ý, rất là dễ dàng chỉnh luôn cho các bác và anh em. Đấy, một dòng vang cơ đai số. Đây là sử dụng chip số DSP kết hợp với công nghệ xử lý bóng đèn. Nên thật sự anh em nó quá là hay, và đây em sẽ test cho anh em nghe nhá. Nghe tiếng nhạc, tiếng mic của nó và nghe và cảm nhận chất âm. Đây. Đấy. Và đây em sẽ cho nhỏ và để các bác và anh em nghe tiếng mic nhá. Tiếng mic con này có echo và dì vọt. Đấy, echo riêng và dì vọt riêng, nên thật sự anh em nó tiếng rất là sáng, tiếng effect con này rất là mượt mà luôn. Em cam kết là giá rất là tốt và chất lượng của con này em vượt xa những dòng vang số cỏ, vì tiếng effect con này rất là mượt. Anh em nghe nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, nên 7, 8, 9, 10, nên mùa xuân vừa đến, hoa về trên chiếc bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Sau này tám chín mây mây. Đấy, một dòng vang cơ đai số công nghệ bóng đèn cực kỳ là cao cấp nha, rất là cao cấp. Và ngày hôm nay bên em sẽ có những phần quà để tặng cho các bác mua những chiếc vang cơ đai số này, với mà báo cho các bác một mức giá cực kỳ là tốt nha. Ngoài thị trường bán những dòng vang cơ đai số công nghệ bóng đèn đấy, hoặc là chưa có công nghệ bóng đèn, đã khoảng hơn 2 triệu đến gần 3 triệu có công nghệ bóng đèn này, rất là đắt nhá. Rất là đắt luôn. Những công nghệ bóng đèn này phải rẻ nhất cũng phải tầm 2.8 triệu đến hơn 3 triệu. Nhưng ngày hôm nay bên em sẽ có chương trình khuyến mại là giảm giá cho các bác, tặng cho các bác dây jack kết nối xuống đẩy hoặc là âm đi, và tặng thêm cho em hai phần quà, bao gồm là một dây quang dài 2 mét để kết nối trực tiếp từ tivi xuống. Đấy, tặng thêm hai phần quà. Phần quà đầu tiên là một dây quang dài 2 mét nhá. Phần quà thứ hai là một bộ pin sạc đến từ độ double pole, một bộ pin sạc để cho các bác về sử dụng mic không dây. Đây, bao gồm một đốc sạc và bốn quả pin. Đấy, hai phần quà cho các bác là mua những chiếc vang cơ đai số này, và giá thì em cam kết là giá tốt nhất thị trường, bỏ qua những mức giá ngoài kia vẫn bán cho các bác là 2.8 triệu hơn đến hơn 3 triệu. Em Thế Anh Euro sẽ bán cho các bác 5 chiếc đầu tiên với một mức giá là 1.800.000. Ok chưa ạ? Chỉ có 1.800.000, và em sẽ có chính sách là bao ship này, tặng dây jack kết nối đẩy hoặc lắm đi, và tặng thêm hai phần quà, một dây quang dài 2 mét và một bộ pin sạc. Đấy, một bộ pin sạc double pole, và các bác được nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy, có vấn đề gì kết nối cứ kết nối trực tiếp Zalo số thoại này, bên em sẽ hướng dẫn cho anh em nhận hàng, được kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Test thử, nếu mà tiếng nhạc hay thì anh em nhận hàng, tiếng mic hay anh em nhận hàng, không hay trả lại em. Ok chưa? Giá cực kỳ là tốt, chỉ có 1.800.000. Anh em sở hữu một chiếc vang cơ đai số, chip là chip xử lý tiếng DSP của Mỹ này, kết hợp công nghệ bóng đèn, công nghệ cao cấp nhất, hay nhất hiện nay, 5 cấp độ chống ú và tiếng effect rất là mượt mà, có echo dì vọt riêng biệt. Anh em nhanh tay nhá, mua hàng nhanh tay nhắn tin số em, chốt ETC E8000 hoặc là chốt vang E8000, giá chỉ có 1.800.000 anh em nhá. Rất là mong muốn các bác nào đang theo dõi hoặc là chưa đăng ký kênh, chưa like thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simline một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ.